Chào các bạn, thì hôm nay Hoài Nam sẽ nói về những cái ưu điểm của cây ớt 100 để chúng ta, bạn nào mà có lăn tăn á, đang suy nghĩ mà không biết mình nên đầu tư này thì có những ưu điểm gì, thì hôm nay Hoài Nam sẽ nói cho các bạn để các bạn có thể tham khảo ha, không lòng vòng nữa, đi vào vấn đề thôi. Thì chúng ta sẽ có được một cái hàng chính hãng full box bảo hành tận tới 2 năm, thì ít nhất để cho các bạn an tâm là chúng ta mua một cái sản phẩm tầm khoảng 10.300.000 mà chúng ta xài được 2 năm, tính ra trung bình một tháng thì chúng ta sẽ chi tầm khoảng 450.000 cho tiền đầu tư vào cây piano. Như vậy là quá rẻ rồi. Trung bình nếu chúng ta thuê một cây piano tầm 80.000 một tiếng là một năm là bạn tính khoảng bao nhiêu rồi. Đó, nói chung cây này là rẻ, hàng rẻ, công ty chính hãng và bảo hành lâu. Trong thùng nó bao gồm cho các bạn là đàn này, chân đàn này, giá nhạc và cái pedal và thêm một cái đó là cái adapter. Chức năng cây CDS 100 nó cũng là một cây full chức năng giống như những cây bill nền khác, tích cho mình 10 tiếng này, có hiệu ứng Chorus này, reverb này, nâng giảm tông này, metronome này, security tức là mức độ nặng nhẹ của bàn phím. Ngoài ra nó cũng kết nối được với smartphone, mình sẽ cho các bạn xem. Đấy, nó đã kết nối được rồi nha. Bây giờ mình có thể chỉnh được tiếng của sản phẩm này. Đây là tiếng piano nha các bạn. Đấy, mình có thể chỉnh thành tiếng piano điện. Thì ngoài ra thì các bạn cũng có thể tạo effect nha. Hoặc là chúng ta cũng có thể tập những cái bài, nó tới 100 bài ha, tùy theo chúng ta tập. Nhưng ở đây có dạng nốt chải chải này, chúng ta có thể banh ra nè. Đó. Hoặc là chúng ta thấy nhanh quá thì chúng ta giảm tempo xuống. Giảm tempo xuống là nó sẽ chậm lại thôi. Đó. Ngoài ra cái này cũng có lock được MIDI. MIDI nó cũng hiện đó. Ví dụ như chúng ta thích bài Kick the Rain thì chúng ta cứ tải về cái MIDI. Thì cái MIDI nó sẽ nằm trong cái file này. Đó, để chúng ta tập thôi. Rất là tiện lợi. S100. Pino CDBS100 cũng là một cái Pino 88 phím. 88 phím. Có những cái khe nhỏ để chúng ta chống trượt tay cho những bạn nào bàn tay hay ra mồ hôi hoặc là chơi lâu thì nó sẽ chống trượt. Cân nặng của sản phẩm này là 10,5 kg. Ngoài ra nó cũng có pedal, jack pedal này, jack tai nghe 3.5 ly và hai cặp lo, mỗi một lo là sẽ 8W, cộng lại là 16W đối với cái đàn này. Nếu mà xét thì mình sẽ không thể nào bỏ qua một cái chức năng cực kỳ quan trọng, sử dụng được pin mà là pin tiểu 2A 6 cục và cái cân nặng chỉ có 10 kg thì chúng ta tha hồ, chúng ta có thể đi bất cứ nào. Bây giờ mình sẽ lắp pin và sẽ cho các bạn thấy là mình ngồi bất cứ đâu để mình chơi ha. Một cái sự tiện dụng gọi là vượt bậc. Đây là cái kiểu như là cái sử dụng pin và cái cân nặng nhẹ này mình có thể di chuyển. Đây là một cái lợi thế cực kỳ lớn trong cái dòng piano, mình có thể di chuyển như thế này. Đi đâu bây giờ mình chỉ cần có pin như vậy, mình đang mặc maximum luôn nè, mình sẽ có cái bào mình sẽ bỏ vô và mình có thể đi bất cứ nơi nào. Ví dụ như là mình có thể ngồi ở đây mình chơi chẳng hạn. Đấy, đấy, nói chung là cây này nó rất là nhỏ gọn ha, các bạn cứ ghim bất cứ đâu. Bây giờ mình sẽ bỏ vô bao, mình sẽ xách đi thử cho các bạn xem nha. Đấy, các bạn thấy không? Tuyệt vời mặt trời chưa? Chúng ta chỉ có 10.300.000 nhưng mà chúng ta mua một cái đàn có thể di chuyển bất cứ đâu, xài pin, đầy đủ chức năng của một cây piano điện. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì đó là một số lợi thế mà mình có thể nhìn thấy được trên cây S100. Hy vọng cái clip này có thể giúp các bạn có thể nhìn rõ hơn về sản phẩm này. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi và xem hết video. Cảm ơn các bạn.